Giả sử bạn là một nhà biên kịch tài ba và nhiệm vụ của bạn là phải viết ra kịch bản một trận đấu thật hay, thậm chí có thể được coi là The Last Dance của Ronaldo và Messi, bạn sẽ chọn viết gì? Ronaldo không phải là Manchester United, không phải Juventus và cũng không phải là Real Madrid. Anh xuất hiện trong màu áo của những ngôi sao Saudi với những Ospina, Gonzalez, Talisca, Marega và Icalo. Messi không phải Barcelona, đó là Paris Saint-Germain với những Navas, Hakimi, Ramos và đặc biệt Mbappe cùng Neymar. Đây không phải là El Clasico, đây là một trận đấu giữa đội bóng hàng đầu châu Âu và một đội bóng chắc chắn không thể mạnh bằng. Trình độ giữa họ là chênh lệch, làm sao để tạo ra một kịch bản hấp dẫn? Nhưng bạn chưa nghĩ tới điều đó. Sau những màn giới thiệu đầy trang trọng với sự xuất hiện của những nhân vật đình đám đứng sau sự kiện này, bạn muốn chứng kiến họ trao nhau cái ôm. Rất lâu rồi điều đó mới lại diễn ra, và dù cho nó chỉ diễn ra trong một tích tắc thôi, bạn biết rằng cũng sẽ có hàng trăm bức ảnh được bấm trong nháy mắt và cả thế giới thì đang phát sốt lên vì điều đó. Tại sao cái ôm nhau của họ lại có ý nghĩa như vậy? Bạn có thể thấy hàng tá cái ôm đã xuất hiện ở hầu hết tất cả các trận đấu, thậm chí là giữa những con người vĩ đại với nhau, nhưng đây là thứ cảm xúc mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì, bởi vì bạn biết rằng cái ôm đó là một phần của một lịch sử mà chẳng một lịch sử nào khác có thể so bì. Đó là cái ôm của Ronaldo và Messi. Nhưng vẫn còn cả một trận đấu phía trước, trận đấu mà bạn sẽ phải vắt kiệt mọi ý tưởng trong đầu mình để nó trở nên thú vị nhất có thể. Và để bắt đầu một câu chuyện hay, bạn phải biết cách khiến cảm xúc của cả hai phe bị đảo ngược nhanh chóng. Một thì trên đỉnh, còn một thì chắc chắn đang bị tụt mút dữ dội. Và Messi ghi bàn thật nhanh chóng sau một đường truyền điệu nghệ của Neymar. Đó là khoảnh khắc mà sự cuồng nhiệt của những người theo dõi trận đấu này vì Messi càng lớn hơn nữa. Chắc chắn sẽ có người nghĩ đến viễn cảnh đội chủ nhà chỉ có một kết cục bê bết với khoảng cách về trình độ như thế này. Liệu đây có phải là một cuộc dạo chơi của Messi và đồng đội? Liệu trận đấu này sẽ kết thúc với một tỷ số rất đậm, nghiêng về Paris Saint-Germain? Và sẽ chẳng có gì là cơ hội cho những ngôi sao của Ả Rập cả. Nhưng rồi bạn thấy chính đội nhà vẫn có những cơ hội, và cách mà Ronaldo tung ra cú sút trước mặt Keylor Navas nhưng lại thất bại giúp bạn vẫn còn một chút niềm tin rằng trận đấu có thể có bất ngờ. Bạn không chắc về việc Ronaldo sẽ ghi bàn trong trận này hay không, nhưng khi bạn thấy anh vẫn biểu diễn những skill cá nhân hoài niệm của mình, bạn vẫn cảm nhận được điều gì đó rất đẳng cấp, và bạn mong sự đẳng cấp ấy sẽ được thể hiện ở một khoảnh khắc đặc biệt. Hy vọng càng lớn dần lên khi những cú sút của Saudi All Star ngày càng khiến Navas vất vả hơn. Nhưng chính Paris Saint-Germain cũng thể hiện rằng họ sẽ không quá nhường nhịn đối thủ của mình với những cơ hội liên tiếp khác được tạo ra, và may mắn là Neymar đã không thể hoàn thành một trong số chúng. Mbappe thậm chí đã đưa được bóng vào lưới đối thủ, nhưng bàn thắng không thể được công nhận vì lỗi việt vị. Điều quan trọng, đó lại là một khoảnh khắc nữa mà Messi để lại dấu ấn, và vì thế người ta lại càng chờ đợi vào Ronaldo nhiều hơn. Nhưng phần tiếp theo mới là bước ngoặt mà bạn quyết định tạo ra cho trận đấu này. Khoảnh khắc mà Keylor Navas vung tay vào Ronaldo để rồi nhận một thẻ vàng. Một quả penalty hoàn toàn xứng đáng, ít nhất là với những nỗ lực bật nhảy của chính Ronaldo. Ronaldo vẫn sẽ là Ronaldo với một cái thở sâu trước khi thực sự đánh bại Navas trên chấm phạt đền. Và rồi như một lẽ đương nhiên, anh ấy đã ghi bàn. Lại là fan mừng quen thuộc ấy, và cũng là nụ cười mà rất nhiều người đang mong chờ. Tới đây bạn đã hoàn thành được rất nhiều kỳ vọng của những người theo dõi. Nhưng tất nhiên rồi, đây chưa phải là cái kết mà bạn mong muốn. Bạn là một nhà biên kịch tài ba, một người giàu cảm xúc, một người muốn viết ra những điều từ trái tim. Và vì thế khi trái tim bạn nói rằng điều này chưa đủ để thỏa mãn, bạn phải tiếp tục với câu chuyện đang dang dở của mình. Bạn không phải một nhà biên kịch một màu, bởi bạn muốn một chút gì đó cao trào xảy ra nữa, một chiếc thẻ đỏ cho Paris Saint-Germain chẳng hạn. Tất nhiên rồi, và nó khiến cảm giác về trận đấu hoàn toàn thay đổi. Đó là khoảnh khắc mà nhiều người chứng kiến cảm giác rằng nhà vô địch của nước Pháp hoàn toàn có thể phải nhận một thất bại nếu họ không cẩn thận. Bạn gần thành công rồi, bởi bạn đang khiến mọi thứ quay như trong chóng vậy, và người hâm mộ chắc chắn không thể không phấn khích với điều đó. Nhưng bạn không thể bỏ quên tất cả những ngôi sao mà mình có ở Paris được. Bạn còn có Mbappe cơ mà. Và một khoảnh khắc thôi, chàng trai vàng đã kiến tạo cho Marquinhos ghi bàn. Cảm xúc của người hâm mộ chắc chắn không còn có thể theo kịp ngòi bút của bạn nữa, vì họ vẫn đang cố để hiểu mọi thứ đã xảy ra như thế nào. Nhưng bạn cũng phải cố gắng tìm ra một anh hùng thất bại. Và khi đã có Messi lẫn Mbappe đều tỏa sáng, bạn chỉ có thể đặt người còn lại vào đó, tất nhiên không ai khác chính là Neymar. Một quả penalty trượt là điều dễ dàng nhất, và đó thật sự là một quả 11m đáng quên của ngôi sao người Brazil. Nhưng đó chỉ là cách để bạn châm ngòi những cảm xúc cần có của người xem trước khi đưa đến khoảnh khắc đẹp nhất của trận đấu. Bạn đã rất nhiều lần
xem được những lắc đầu của Ronaldo trong đời mình. Và bạn tin rằng đó là cái lắc đầu hoàn hảo nhất để tạo ra những tác phẩm từ trên không trung. Và bạn còn khiến Ramos trông như một gã hề so với thời đỉnh cao của mình. Nhưng bàn thắng lại không được ghi từ một quả lắc đầu. Bạn khiến mọi người tiếc nuối. Rồi một cú vung chân khác và nó thành bàn. Nó mặc dù không phải một cú lắc đầu hoàn hảo như nhiều người mong đợi được thấy, nhưng nó lại là đậm màu của sự nỗ lực để kéo lại những gì họ mong được thấy. Đó là khoảnh khắc mà Ronaldo đã trở lại, là Ronaldo như những gì người ta vẫn thường nhớ. Đó là khoảnh khắc mà bạn mong rằng anh hãy ăn mừng và tận hưởng sự hạnh phúc này bằng tất cả những gì có thể. Bạn không thể tránh né sự thật rằng anh đã không hạnh phúc từ rất lâu rồi. Và giờ đây khi được cười, khi lại nhận được sự ngưỡng mộ mà anh vốn xứng đáng, bạn cũng thật sự không thể kìm nén nổi. Bạn vẫn còn một nửa trận đấu nữa để có thể tiếp tục viết những điều hoàn hảo nhất. Nhưng đó cũng là lúc bạn nhận ra nếu mọi thứ quá hoàn hảo thì đó cũng là lúc nó mất đi những thứ xù xì mà cuộc sống cũng cần có. Bạn tiếp tục đưa trận đấu đến những cao trào với các bàn thắng liên tiếp được ghi. Ramos rồi đến sau đi gỡ hòa, rồi đến khoảnh khắc mà Messi đem về một quả penalty nhưng nó không dành cho Neymar nữa mà là cho Mbappe để nâng tỷ số thành 4-3. Và bạn cũng là một gã biên kịch ngang ngược nữa. Bạn sẽ không bao giờ muốn mọi người có thể thỏa mãn tất cả những gì họ mong muốn. Và đó là lúc bạn sử dụng sức mạnh của mình, sức mạnh của người có thể điều khiển mọi thứ. Ronaldo rời sân, rồi Messi cũng vậy. Vì sao điều này lại diễn ra ư? Bạn có thể trả lời rằng bởi vì hợp đồng 10 triệu euro chỉ yêu cầu như vậy. Những khoảnh khắc của hai huyền thoại ra sân được ghi lại rất kỹ càng và họ đều nở một nụ cười mãn nguyện. Bạn không quan tâm đến việc rồi ai sẽ tắt tivi hay tắt máy tính của họ. Siêu phẩm của bạn cũng đã đến lúc hoàn thành rồi. Và thế là bạn chỉ viết vài dòng nữa, những dòng mà bạn cũng chẳng bận tâm được lắm về trận đấu khi nó kết thúc với tỷ số 4-5 nghiêng về đội mạnh hơn, kể cả họ thiếu người. Đó chỉ là cách bạn kết thúc một câu chuyện theo nguyên tắc. Còn lại bạn tin rằng những gì được viết nên hôm nay đã hoàn toàn chạm đến trái tim của người hâm mộ, kể cả là người hâm mộ của Ronaldo hay là Messi. Bạn tin vào điều đó bởi vì ngay cả chính bạn cũng đang lâng lâng trong những cảm xúc không thể kiểm soát nổi. Bạn đang viết những dòng cuối cùng của câu chuyện này với sự thỏa mãn trong tâm hồn và bạn cũng cảm ơn vì đã cho mình cơ hội được tạo nên nó. Rồi bạn đóng máy tính, tắt đèn, đi pha một ly cà phê, có thể là châm một điếu thuốc, đi ra ban công và hoài niệm lại quá khứ mà mình đã từng có. Bởi bạn cũng đang nhớ những ngày xưa quá đỗi, những ngày El Clasico bùng cháy mãi ở trong tim.